Lời Phật dạy khi nào cần phải nhẫn. Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ, an lạc, tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn, do mình tạo hay người khác tạo ra, gây cho mình bực bội, khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải thì chúng ta sẽ giải quyết bằng lời nói, hành động tiêu cực dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp, mà tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại và chịu quả báo xấu về sau. Tôi xin trình bày đến quý vị Phật tử một phương pháp của Phật sống nhẫn theo lời Phật dạy. Người xưa thường hay nói một câu nhịn chính điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Định nghĩa nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát bố thí trì giới, mà mục đích là tu và độ chúng sanh, lợi mình lợi người. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Thế mà đã cháy thì các vị biết cái gì rồi? Nhiều người không hiểu nói nhẫn là nhục lắm, đó chỉ là sự đè nén, chịu đựng, nếu vậy chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận mang lại hầu như không có kết quả tốt đẹp, như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe. Những trường hợp nào chúng ta cần phải nhẫn nhục? Thứ nhất là bị người khác xúc phạm. Người nhỏ hơn hay bằng mình xúc phạm, vô lễ, hỗn, có thái độ chống đối. Thí dụ khi ở nhà chúng ta, con cháu vô lễ, nếu không biết nhẫn thì mình phải sao? Chửi cha nó chứ không thèm chửi nó, hoặc giận nữa thì chửi ông nội nó. Nhiều khi cháu mình nói sai, mình kêu lại rầy, nó đứng chống nạnh trả lời, ông là cái thá gì mà nói tôi. Đối với Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết nhẫn thì việc tu tập chưa đạt như ý nguyện. Có khi mình là người quy y lâu, đến chùa tu học, công quả cũng lâu, nay gặp mấy đứa nhỏ hơn mới vô, mình góp ý nó, nó nói bà lấy cái quyền gì mà nói tôi, chùa này chỉ có trụ trì thôi. Bị lớn hơn, có quy quyền hơn xúc phạm, chèn ép tước đoạt hết quyền lợi. Tại vì thấy mình nhỏ, nghĩ rằng không biết, mình ngu, nên dùng cái quyền người lớn để dọa nạt. Nên chúng ta là người lớn hơn, phải dùng điều đúng để đối xử. Đối với người có quy quyền, chúng ta đang sống trong một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của đảng nhà nước đưa đất nước tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong lộ trình hướng tới đó, có khi chúng ta cũng gặp một vài trường hợp bị xúc phạm. Nếu có xảy ra thì chúng ta phải làm sao? Phải nhẫn. Chỉ đó chỉ là một vài trường hợp cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cả xã hội là không được. Hoặc nghe nói ông thầy này, bà sư cô kia sai thì được, chứ quơ cả thầy chùa vô là không được. Nên chúng ta phải nhẫn để quán chiếu, để hóa giải, để tìm hướng giải quyết, chứ không thể có hành động tiêu cực dẫn đến hậu quả không tốt. Còn cả hàng trăm hàng ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Thiên tai, bão lũ, thời tiết nóng lạnh, mưa gió bất thường, sụp đất, đá lở. Chúng ta dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao, ra đứng ngoài sân nhìn lên cao la làng lên, trời ơi ngó xuống mà coi, sao ông ăn ở ác quá. Thực chất, có trời nào nghe mình la không? Trời là lòng mình, như câu chuyện vui đổi ngỗng cầu mưa. Câu chuyện muốn nói, ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình. Nếu khi không được thì phải cầu cạnh, mà có người có khả năng giải quyết cho mình thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa. Nên nếu không được như ý của mình thì phải nhẫn.
Còn có những trường hợp do mình tạo ra, hay trong gia đình nhỏ bé của mình, chồng nói một tiếng, vợ không nhận, cãi lại, tức giận đánh nhau, người nào cũng không chịu phần lỗi cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn có thể nhận trách nhiệm về mình. Anh ơi, em biết lỗi rồi mà. Thì mọi việc sẽ theo diễn tiến khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nhẫn được, thể hiện qua những lời nói xuất phát từ con tim hay đáy lòng, thì dồn nén đó, tội nghiệp cho ai? Cho con, cho đồ vật, cho vật nuôi. Thí dụ, đang bị chửi tức quá không làm gì được, gặp đứa con nhỏ đi học về, mắng cho một trận, rồi quay qua con mèo đói, đang đòi ăn, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể đoán được ý rồi đó. Thứ hai, đối nghĩa với nhẫn nhục là nóng giận. Chúng ta thấy thường ngày trong cuộc sống, một người nào đó không thấy họ nhẫn nhịn, thì điều gì ở họ cho chúng ta dễ nhận ra họ? Sân. Sân giận là một trong ba món độc của thế gian. Một niệm sanh tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Hoặc chúng ta sống chung hay hợp tác làm ăn với những người này thì không thuận lợi cho mấy. Trong gia đình vợ chồng sống với nhau một nhà, chồng nóng nảy quá thì làm khổ vợ con. Hoặc có khi trong nhà chẳng may của đứa con nóng nảy thì cũng vậy. Nếu chống đối thì mất hạnh phúc. Câu chuyện chỉ có con cá mà giết em ruột mà báo đã đăng rồi đó. Hoặc giả sống chung với một người mà chất xám của họ ít quá. Cái đầu tàu hũ, râu rồng nấu với ruột tôm, người khôn sống với người ngu, bực mình. Có một dạng tương đương với sân, phẫn. Bên ngoài không thấy biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dồn nén để tìm cách trả thù. Đạo Phật không chấp nhận cách nhẫn nhục này, mà nó là nóng giận đang biến tướng, dạng tâm lý này rất tai hại. Thứ ba, vậy thì nhẫn nhục cho chúng ta điều gì? Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn. Xã hội Việt Nam chúng ta thường hay nói về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và sự việc đều không tốt đẹp, bao giờ cũng đổ lỗi cho những bà mẹ chồng, mà nguyên nhân sâu xa nhìn chung là nghiêng về nàng dâu. Vì bởi cô dâu là người ngoài, họ có mặt tại nhà chồng để làm gì và họ được gì, nên họ phải là người hội đủ tiêu chuẩn mà các bà mẹ chồng đưa ra. Nếu hiểu điều đó, cô dâu cố gắng sống tốt, bên cạnh đó áp dụng chữ nhẫn thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Học pháp nhẫn chẳng sanh oan trái, giữ tâm không khỏi phải lụy phiền, sống cõi đời thông thả bình yên, hướng nẻo đạo diệu huyền trực chỉ. Hơn nữa, thực hiện được sự nhẫn cũng là giữ sức khỏe cho mình, tim, huyết áp. Để trả hết nghiệp, theo Đạo Phật, sở dĩ chúng ta có mặt trong thế giới này là cho chúng ta tạo nghiệp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, nên chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp cho mau hết, cho dứt để có được an vui. Vừa trả nghiệp mà là vừa làm sạch nghiệp, cũng giống như vừa tu mà chỉ người khác tu để làm thay đổi nghiệp. Vừa nhẫn mà vừa tìm phương tiện để khéo léo, để họ cũng nhẫn như mình, cũng từ bi nhân từ như mình. Khi đã hiểu ra thì sạch nghiệp với nhau và sống an vui, hạnh phúc đời này và đời sau. Phủ Lâu Na tấm gương vĩ đại. Ngô Đạt Quốc Sư. Một vài phương pháp tu nhẫn. Chúng ta đưa ra nhiều về tác hại và lợi ích, bây giờ là mấu chốt quan trọng trong buổi nói chuyện hôm nay. Đó là phương pháp tu. Có thể nói có vô số cách mà Đức Phật dạy để chúng ta quá giải nó, nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài phương pháp sau đây. Niệm Phật. Luôn thường xuyên niệm Phật thường ngày, chúng ta tập niệm Phật Bồ Tát, vì lúc đó nhất tâm niệm Phật sẽ mang đến sự tập trung vào chánh pháp, không thèm để ý đến những sự việc bên ngoài. Quán tưởng tức là mổ xẻ. Trong đời sống,
cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Khi gặp cảnh, chúng ta chia làm hai phần. Phần xấu thì mình quán, đây là nghiệp của họ, không ngu gì mà phải hơn thua phần này. Bên cạnh đó, còn có cái tốt thì giữ cái tốt để giao lưu với họ. Quán xem trong sự việc này có lỗi mình. Không đời này cũng là đời quá khứ, và không thì nghĩ đến cái đám tang vô thường vừa đi tiễn đưa hôm qua, hay vào nghĩa trang mà nhìn. Không cố chấp, coi như trình độ nghiệp lực ngay cỡ đó thì họ ăn nói, hành động cỡ đó, và mình là người gặp phải nghiệp. Chuyển sang từ thiện tụng kinh là một việc gì đó, nhớ là đừng đi nhậu hay tự giận nha. Nuôi dưỡng từ bi và quyết tâm hành trì. Khi một đứa trẻ khóc ré tức giận thì đâu thể mắng mỏ nó, mà thương nó và tìm hiểu xem nó đang cần cái gì để có thể đáp ứng cho nó. Và nếu không đáp ứng được thì thương cho nó. Nó khóc riết rồi sẽ không tốt cho sức khỏe hay bản tánh của nó. Cũng vậy, khi ai đó hành động không tốt với ai đó hay với chính mình thì khởi lòng thương họ, vì họ đang tạo nhân ác và quả của họ sẽ khổ đau và chết bị rơi vào địa ngục. Chúng ta biết rồi ý nghĩ của chữ nhẫn, thì từ đây về sau cố gắng tu tâm dưỡng tánh, quy y Tam Bảo, sống theo lời Phật dạy, theo chính sách pháp luật của nhà nước. Nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc, vui tươi cho đời sống hiện tại và mãi mãi về sau. Lời Phật dạy: nghe một lần, nghiệp chướng tiêu tan. Thứ nhất, tự mình là thiện tri thức. Thân cận gần gũi thiện tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thực vậy, gần người ác tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung ác lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho quề. Ngay lúc đó mình đã quá ra là người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh, hung dữ của họ làm mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm, còn gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải, và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà qua thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng quá ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, thân bậc thượng nhân. Thứ hai, phải giữ gìn giới cấm, thu nhiếp oai nghi, phong độ các căn. Dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn, thì tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Thứ ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường các ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra thành nhiều cái thiện lớn. Trong kinh Phật dạy, đừng khinh ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít, chứa dồn thì đầy thùng. Tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ,
cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện thì có phước dư thừa, giống như có vườn mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết thục. Thứ tư, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán, hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới định tuệ giải thoát tri kiến sẽ chỉ cho con người những phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt kẻ kia xấu, người này đáng thương người kia đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sân tâm phỉ báng, lập bè kết đảng, chống đối, thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói, sư tử trùng thực, sư tử nhục, nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hang, mà chính tứ chúng tỳ kheo. Tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ tự quỷ diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó đã tới rồi thì mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa có nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nói đến đây, tôi nhớ đến một chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng Tôn giả Thích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi, này Thích Xa, ông có thấy trước mắt của ông là gì không? Tôn giả Thích Xa thưa rằng, bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy, cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương, còn xương thịt chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi, sắc là thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp, sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp, vì thân mạng của cả vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy, các ông nên nhớ, từ hiện tại quá khứ cho tới vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng hãy thử hỏi mũi mồng lan sói, chúng cũng có quyền nói là người sinh ra nhân để giữ Phật được sao? Chẳng qua là không sống dài chết, mạnh được yếu thua, đó là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới xác? Vì con cá cắn câu thì quảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền dỗ cánh bay cao.
ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu, người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sinh ra hiếu sát, chiến tranh và giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải gì, một bữa ăn mà kẻ khóc người than. Thú kia chết thảm, gây ra thù hận và kết oán luân hồi, thường mạng lẫn nhau. Chi bằng cơm rau đạm bạc cũng qua, ngày hai bữa rảnh chí tu hành. Bởi vậy tôi ước mong mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, bởi chúng đều có tri, có giác. Ta đừng làm chúng đau khổ. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bùng ba giành giật sát sanh hại vật, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Thứ tư, những nỗi khổ vì chết. Thân người đến lúc sắp chết, phân tán thần thức chẳng an. Đụng đến như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt nhọc, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uốn mình, dặn tay bẻ chân, hai tay buông xuôi, phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại bi là tấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù đại dương có bao nhiêu binh chủng, kho tàng, thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần. Chỉ có nước bó tay cởi giáp đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, quan hỷ tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh, sớm còn tối mất, vô thường chợt đến, không ai tránh khỏi. Ngày xưa, có bốn anh em dòng Đại Phạm Chí, đều có thần thông, biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng, cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh. Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, một ông nữa vào giữa núi đi tu, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều bạc vong. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã này, hiểu tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi, khổ não, đạt đến đạo quả niết bàn vậy. Trong kinh A Hàm, Phật dạy, tất cả không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy mà có lắm người khi thấy ai đó già bệnh chết lại sanh tâm khinh khi. Nhưng họ lại quên rằng rồi đây mình cũng già bệnh chết. Nhớ lại thuở Đức Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo mắc bệnh lở loét khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử của Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Thứ năm, chăm sóc cho người bệnh. Một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập. Hay là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn mà phỉ báng khinh thường khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo, khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa các nhóm, các thứ bệnh hoạn tai nạn. Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng, mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói sống được 70 năm.
Còn vị thứ ba bảo vài tháng vài ngày. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng: Ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hít thở ra mà không hít vào là ôi thôi, hơi vừa dứt mạng người cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu hay nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau. Ai cũng tham giàu sang quyền tước, nhưng cho người có kho vàng núi bạc, lộc tả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nỡ đang tâm sát phạt tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác, là tan hoại theo định luật, thành trụ hoại không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây, từng phút, sâu chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh, các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già, rồi chết. Mỗi giây, mỗi phút trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: Tất cả pháp trong đời cũng như giấc mộng, khác gì huyễn thôi. Tự hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn, ngày qua chớp nhoáng lệ làng. Phải nên suy xét hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết giá cành cây, xương đầu ngọt cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi niết bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đài nhơ uế. Từ lúc mới chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi dậy chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hốp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu đi. Đi đứng thì khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, dẫn gơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giả cõi đời tạm bợ theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cảnh khổ của kiếp người, thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có bốn binh chủng hùng mạnh, hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Dương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam Bắc
có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây. Mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó. Thử hỏi, đại dương lấy cái gì để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng, bạch Thế Tôn, con không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra để mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy, đúng như vậy đó đại dương, bốn ngọn núi chính là sinh lão bệnh tử. Nay đại dương lắng nghe, vì người đời u ám không có chánh trí, nên dù kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Thứ nhất, những nỗi khổ về sanh. Khi nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no, lấn ép khó bề cửa quậy. Lúc sanh, thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi bụng mẹ, da thân mềm mỏng, chẳng phải như những vật bên ngoài, đau như là dao cắt, hoảng hốt, thất thanh, khóc gian. Thứ hai, những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao khổ cực để mưu sinh. Lần hồi, đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai lãng, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí tuệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi thì bảo chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Thứ ba, vẫn nỗi khổ về đau. Thân người có bốn đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như bốn đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa thì thân thể phù thủng. Hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì bốn đại không điều hòa cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong, ghẻ lở, ung nhọt, cảm cúm, nhức đầu, răng đau, bài liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe. Những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi nằm trên ấy, tâm thần khổ não, giọng nói bi ai, buồn thảm. Món ngon vật lạ, khi đưa vào miệng, đều biến thành vị đắng. Thứ tư, tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường, còn hơn cái thân rất nhiều. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để tiếc nuối, khi lại mơ mộng đến tương lai bồn chồn lo lắng. Trong khi hiện tại không có lúc nào được yên, nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ chuyền cành ngựa chạy. Trong phàm phu, làm chất cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang hay hăm dọa, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ. Để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần, này đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân thuộc không còn ai, chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo. Cậu được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được thí chủ cúng dường, liền đem cơm
cúng lại cho thầy. Nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm tư cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán, ta sẽ lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau, có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháu khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy. Trên đường đi, vợ chú dấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, giơ cành cây gõ lên đầu vợ. Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta rồi. Chú bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng, chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một lòng chăn trâu vậy. Nghe lời dạy của Phật, tăng hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác vào buổi sáng, và cùng chư tăng đi khất thực, trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương, còn mình thì đang làm gì? Trí óc vẫn dơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, ngài chừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực, con phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì ý thức và hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán. Vì tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài, những yếu tố đó là sắc thân cảm thọ, tri giác tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như vậy chỉ cần La Hầu La có ý thức để chấm dứt tạp niệm phát khởi. Chánh niệm mỗi khi thở vào, biết rằng đang thở vào, và chánh niệm mỗi khi thở ra, biết rằng đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức trong lúc thở. Như thế ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy, lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ diễn dông đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài kia. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Làm cách nào để trải nghiệm, hiểu để lúc bần cùng nhất vẫn an nhiên giữa đời? Chúng ta hay nói về nghiệp lực, nhưng không phải ai cũng biết cách làm cách nào để trải nghiệm. Cho dù lúc ta bị bệnh, gặp tai ương, cũng chỉ nhắc nhở bản thân rằng đó là nghiệp mà mình phải chịu ở kiếp này. Làm cách nào để trả nghiệp? Những căn bệnh chúng ta đang phải chịu, những sự khổ ách này nhất định là do chính mình gây ra, chứ không phải là người khác. Nếu đời này mình có làm việc đại thiện đại lành đi nữa, mà mình vẫn bị tai nạn, rơi vào cảnh khổ là do trong tiền kiếp mình tạo ra chưa đủ bù đắp nghiệp lành mình tạo ra ở hiện tại. Thế gian còn có câu,
nhất ẩm nhất trát, mạc phi tiền định. Một cái ăn, một cái uống, một cái gặp nhau trong đời này nhất định cũng do tiền định, thì một cơn đau mà đến với chúng ta cũng vậy. Vì thế, khi bị bệnh, ta nên hiểu rằng mình đang trả cái nghiệp này trong ngày hôm nay, thì trả xong sẽ khỏi trả. Hiểu được như vậy thì tự nhiên ta an nhiên đón nhận căn bệnh. Vậy là ta đã trả lời được câu hỏi làm cách nào để trả nghiệp. Đó là khi nghiệp đến ta chấp nhận. Nhưng lưu ý là ta an nhiên đón nhận căn bệnh chứ không phải cầu mong bị bệnh. Khi tu hành, nhiều người có suy nghĩ sai lầm như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện sẽ trả hết tất cả những nghiệp chướng của con để con đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con quyết tâm giải cho hết mọi ách nạn để rồi con được thành tựu. Đây là lời nguyện hoàn toàn sai lầm đối với một người niệm Phật. Đúng ra nên nói rằng ta an nhiên tự tại đón nhận căn bệnh này để trả nghiệp. Vậy làm cách nào để trả nghiệp? Có 4 trường hợp mà ta phải trả nghiệp. Đây là chìa khóa cốt yếu trong luật nhân quả. Thứ nhất là ta trả nghiệp bằng những tai nạn vô tình. Thí dụ như mưa bão cuốn người đó chết, hoặc đi ngang cây sập xuống đè chết, đang đi trên cầu thì cầu sập phải rớt xuống sông mà chết, đang đi trên đồng ruộng thì bị sét đánh chết. Đó là những tai nạn vô tình, và cũng là trường hợp thứ nhất phải trả nghiệp quá khứ. Thứ hai là oan gia đối mặt. Người mà kiếp xưa bị mình hại, bây giờ gặp lại họ đòi nợ mình. Thí dụ như có 2 người bạn thân sống với nhau rất vui vẻ, trong một lần họ đã gây gổ đánh nhau, một người không kìm được cơn nóng giận đã cầm cây đập vào gáy của người bạn mình, người kia gãy cổ chết liền. Trường hợp thứ ba là người đến lúc phải trả báo vô tình gặp người gây nghiệp. Nghĩa là 2 người này chẳng có liên hệ gì với nhau trong quá khứ hết, nhưng lại có một người nổi điên lên, đến lúc đó phải gây nghiệp, phải giết một ai đó, đồng thời cũng có một người khác đã tới lúc phải lãnh quả báo, phải chết do bị giết hại. Và 2 người đó vô tình gặp nhau. 2 người này không phải là oan gia, nhưng trùng khớp lại là một người tới lúc phải trả nghiệp và một người có tâm ác đến lúc phải gây nghiệp. Trường hợp thứ tư là có oan trái mà lại không có ác tâm, nhưng cũng vô tình gây tổn hại. Thí dụ, có một anh say rượu ngủ đằng sau chiếc xe của người ta. Người tài xế leo lên xe chạy không biết có người ngủ sao, mà khi lái thì phải lui một cái. Còn anh này cũng hơi tỉnh tỉnh, nghĩ rằng mình nằm đằng sau bánh xe là an toàn, vì xe chạy tới chứ không chạy lui. Không ngờ rằng tài xế phải lui nên cán lên người anh tử vong. Làm sao không tạo cái duyên cái nghiệp cho khỏi nở ra? Đừng sợ cái nghiệp, đừng mong cái nghiệp, đừng lo cái nghiệp, đừng khổ vì cái nghiệp, thì tự nhiên cái nghiệp nó nằm đó, nó chờ trong tương lai một kiếp nào đó nó mới hiện ra. Trong thời gian chờ đợi tương lai hiện ra thì ta đã được tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc, ta trở nên Bồ Tát bất thối chuyển, thần thông đạo lực vô cùng nhiệm màu, bao trùm pháp giới. Ta dùng cái thần thông đạo lực đó vì chúng sanh chịu khổ mà xuống các quốc độ cứu độ chúng sanh. Lúc đó ta trả nghiệp, nhưng không phải là ta xuống dưới địa ngục để chịu hành hình, mà ta trả nghiệp bằng cách dùng thần thông đạo lực và trí huệ của một vị Bồ Tát bất thối đi cứu độ chúng sanh, giảng kinh thuyết đạo, dẫn chúng sanh về Tây Phương để mà trả nghiệp. Chính vì thế xin thưa rằng nghiệp nó đến với chúng ta là do chúng ta mời nó. Còn nếu chúng ta cứ một lòng một dạ duyên với Tây Phương Cực Lạc, nghĩ A Di Đà Phật, nhớ A Di Đà Phật,
niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với A-di-đà Phật. Thì tự nhiên, cái nhân đi về Tây Phương đã chín mùi trong tâm của chúng ta. Nhờ do sức nguyện làm thành cái duyên để nảy nở cho chúng ta cái quả báo. Cái quả báo đi về Tây Phương thành đạo. Nhất định đời này đã có vận hạn rồi, không sao cả. Khi cái tâm chúng ta buông ra thì tự nhiên cái nghiệp nó cũng buông chúng ta ra. Nó nằm im đó để cho chúng ta lấy cái nhân A-di-đà Phật để thành cái quả A-di-đà Phật, gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lâu nay khi gặp những hoàn cảnh bất hạnh đến dồn dập thì chúng ta luôn than quán đất trời đã làm mình khổ. Nhưng không phải trời đất làm cho mình khổ, mà chính cái nghiệp của mình làm cho ta sướng hay khổ. Biết được nghiệp ấy rồi, tự mình chuyển hóa bằng cách tu tập, sửa đổi, chứ không nên than trời trách đất. Học hiểu đạo rồi, chúng ta phải chuyển đổi nghiệp xấu thành tốt, cái dở thành cái hay. Đó là tu. Đừng than quán trách trời trách đất, mà phải trách mình trước tiên. Những gì mình đã làm ngày nay kết quả đến đúng như hành động của mình, không sai chạy. Người không khéo tu, không nói lành, làm lành, nghĩ lành, nên mọi người chung quanh ghét bỏ. Khi bị mọi người ghét, kẻ ấy lại đổ thừa tại trời xui, Phật khiến cho người ta ghét mình. Cho nên, khi thấy người ta không thương mình, thì phải tìm lý do tại sao như vậy. Vì mình không tốt, không giúp đỡ ai hết, làm sao người ta thương mến gần gũi cho được. Như vậy, đâu phải Phật trời xui khiến. Chuyện tốt, xấu, lành dữ của mỗi người do nghiệp chi phối dẫn dắt mà có các cảnh tốt, xấu, chứ không phải một đấng thần linh nào tạo ra. Nên nhớ, nghiệp từ lời nói, hành động, ý nghĩ mà ra, nên ta phải thường xuyên quan sát ba nghiệp của mình. Lời nói, hành động, ý nghĩ xấu tạo thành nghiệp ác thì sẽ chuốc quả ác. Lời nói, hành động, ý nghĩ tốt tạo thành nghiệp lành thì hưởng quả tốt. Biết vậy rồi, chúng ta chuyển đổi lại, bỏ những lời hung ác dữ dằn, nói lời hiền hòa đức hạnh thì tự nhiên mọi người chung quanh sẽ thương mến. Đó là người khéo tu. Nghiệp từ thân, miệng, ý mà ra, cũng từ thân, miệng, ý mà thay đổi. Có thay đổi là biết tu, không thay đổi là không biết tu. Không phải trời phạt, không phải trời hành, mà chính nghiệp ác mình gây ra khiến cho ta khổ. Các bậc cổ đức xưa kia đã hiểu được đạo Phật một cách thấu đáo, nên răn dạy con cháu rất nhiều về điều này. Nghiệp nó không hình tướng, không thật, nhưng đã gây tạo thì nó không mất, chỉ có thể chuyển đổi thôi. Dù tai nạn xảy ra, tất cả sự vật bên ngoài bị tiêu hoại, chứ nghiệp theo sát bên mình không bao giờ mất. Vì vậy, chúng ta phải sợ nghiệp ác, nghiệp dữ. Vậy, chữ duyên trong nhà Phật chỉ cái gì? Chỉ cho tất cả chúng sanh sinh ra đời đều có duyên trước. Đã tạo duyên trước rồi nên ngày nay mới gặp lại nhau, gọi là hợp duyên. Trong kinh kể rằng, Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, mỗi sáng trước khi đi giáo hóa hay khất thực, Ngài dùng thiên nhãn quan sát nơi nào, người nào có duyên với mình, Ngài mới đến đó, vừa để khất thực, vừa để độ họ, gọi là Phật quá hữu duyên nhân, tức là Phật độ người có duyên với Ngài. Hiểu nhân duyên, nên biết mình nợ nhiều, cố gắng tu tâm để có đủ khả năng đền trả lại cho người bằng cách giáo hóa hướng dẫn thí chủ tu tập. Nên trong cách trả nợ, làm thầy là cách trả nợ cao thượng nhất. Nên nhớ, cũng chỉ là trả nợ thôi, không có cái gì phải kiêu hãnh cả. Cho nên, cúng Phật là để gieo duyên, mà đã là gieo duyên thì không nên khấn. Cúng dường tam bảo, nguyện cho tam bảo thường còn,
để chúng con có chỗ nương tựa mà tu hành. Đó là tâm niệm chân chánh, hợp với đạo lý. Phật đã từng bảo, ta không có quyền ban xuống phước quà cho ai. Phật chỉ là một vị đạo sư, tức ông thầy dẫn đường, chỉ cho chúng sanh tránh con đường khổ, đi con đường lành. Đó là bổn phận của một bậc đạo sư, chứ không thể cho ai cái này cái kia như người ta vẫn cầu xin. Nếu Phật có quyền ban xuống phước quả, thì Ngài đâu có cần dạy chúng ta tu thực hành đúng theo lý nhân quả. Đạo lý nhân quả dạy người gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, gieo nhân ác thì phải chịu quả ác. Lành dữ, khổ vui đều từ nhân mình gieo mà có, chứ không phải Phật cho. Thưa các bạn, nếu chúng ta biết yêu thương bằng tâm từ thì có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Là người đệ tử của Phật chân chính, phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ của mình, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả với muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích rất nhiều. Đó là nội dung lời Phật dạy, muốn an yên hãy yêu thương tất cả. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, ai cũng biết yêu thương là một chất liệu quan trọng của cuộc sống này. Nếu thiếu đi yêu thương thì đời sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị làm sao? Nhưng yêu thương như thế nào để mình và mọi người cùng muôn loài được lợi ích và an vui là điều nên bàn. Đạo Phật là đạo của tình thương. Hẳn nhiên, người con Phật có một bí quyết yêu thương riêng rất đặc thù, đó là tâm từ. Tâm từ là lòng yêu thương cao thượng, thương mình và tất cả chúng sanh, mong ước cho mình cùng tất cả chúng sanh luôn được lợi ích an vui. Tâm từ luôn ban rải đến khắp tất cả chúng sanh, không có giới hạn, không ngoại trừ một chúng sanh nào, luôn cầu mong tất cả đều được hạnh phúc, đều được an lạc. Như tình mẹ thương con, muốn cho con được an lành và hạnh phúc, mà không hề nghĩ đến thân mình, cũng như không có bất cứ ràng buộc hay điều kiện nào. Tâm từ là hiến dâng yêu thương chân thực rộng khắp, biển pháp giới vô cùng tận. Yêu thương bằng tâm từ có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Nên người đệ tử Phật chân chính phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Thế Tôn dạy về 11 lợi ích phước báo của tâm từ sau đây. Một thời, Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sanh tu hành tâm từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ấy, thì người diễn nói sẽ được 11 quả báo. Thế nào là 11? Ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đạo tặc không xâm tổn, khi chết sánh lên trời phạm thiên. Đó gọi là tỳ kheo hay thực hành tâm từ được 11 phước này. Thế Tôn liền nói kệ này: nếu người hành lòng từ, không có hạnh phóng dật, các kết dần dần mỏng, dần thấy dấu vết đạo, do hai hành lòng từ sẽ sanh lên phạm thiên, được diệt độ mau chóng, hằng đến chỗ vô vi, không sát, không tâm hại, cũng không ý hơn thua, lòng từ trùm tất cả, trọn không tâm quán hận. Thế nên, tỳ kheo nên tìm phương tiện thực hành lòng từ, lưu truyền rộng nghĩa ấy. Như thế, này các tỳ kheo, nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ dâng làm, đi sâu vào sự thực tập và nuôi dưỡng tâm thương yêu. Chúng ta giống dĩ ai cũng muốn bình an. Sự thật là chúng ta đã nhiều lần chí thành chí kính cầu an, nhưng không hẳn sẽ được an vui như ước nguyện.
Rõ ràng là muốn được ngủ ăn ổn, thức ăn ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đào tặc, không xâm tổn. Khi chết sanh lên trời phạm thiên thì phải có tâm từ. Chính tâm từ mới có công năng làm nên những điều kỳ diệu ấy. Mới hay thiền quán từ bi rải tâm từ đến vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu được tu tập hàng ngày chính là giải pháp hóa giải tất cả mọi bất an, mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thực hành tâm từ phải được thể hiện ra bằng thân hành thiện, bằng miệng nói điều thiện, bằng ý nghĩ điều thiện với mọi người, mọi chúng sinh, cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. Một khi yêu thương với tâm từ đã đông đầy, thì ngoài hiệu quả an vui cho mình và cho người, bản thân người thực hành tâm từ sẽ có thêm những trải nghiệm tâm linh thú vị. Đó là các phiền não, tập khí, tham sân, cố hữu nhờ tâm từ tưới tẩm nên ngày càng có lại, dễ dàng thành tựu các thiền chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền, mở ra con đường thênh thang hướng đến giải thoát. Thế nên nguyện sống với tâm từ, không giết và làm tổn hại, cũng không hề có ý niệm hơn thua hay oán hận, đem lòng yêu thương bao trùm khắp tất cả mọi người, cùng hết thảy chúng sanh, chính là cách sống và cách hành xử cao cả của những người con Phật. Phật dạy với người lười biếng có 6 tai họa. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Một thời Đức Phật du hóa tại thành Dương Xá trong rừng Nhiên Hà Mô, tức là rừng trúc chỗ nuôi sóc. Bây giờ trong thành Dương Xá có con của một vị cư sĩ tên là Thiền Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân 6 phương mà trối trăng, khéo dạy, khéo quở rằng: "Này Thiền Sanh, sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lại 6 phương rằng: ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới, nếu có chúng sanh nào vì tôi hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó, thì khi tôi đã hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi." Đức Phật dạy rằng: "Này con trai cư sĩ, kẻ mong cầu cổ cải nên biết 6 điều phi đạo. 6 điều đó là gì? 6 là quen lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. Này con nhà cư sĩ, với người lười biếng nên biết có 6 tai họa. 6 món đó là gì? Một là quá sớm không làm việc, hai là quá trễ không làm việc, ba là quá lạnh không làm việc, bốn là quá nóng không làm việc, năm là quá no không làm việc, 6 là quá đói không làm việc. Này con nhà cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì việc làm không kinh doanh được, việc làm không kinh doanh được thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có thì không thể có, tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. Phi đạo là những việc dẫn đến sự hao tài. Điều phi đạo thứ 6 là quen lười biếng. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả, giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Người lười biếng thường có đủ mọi lý do để biện hộ cho sự biếng nhác của mình: sớm quá, trễ quá, lạnh quá, nóng quá, no quá, đói quá, vân vân, là những lý do để không làm việc. Họ đâu biết rằng hoàn cảnh khách quan không phải là nguyên nhân chính của chướng ngại, mà là chính tâm biếng nhác, chây lười mới thực sự làm cho con người mệt mỏi, chán nản, không thiết tha với công việc. Rõ ràng, lười biếng tư duy và biếng nhác lao động thì không thể thành công trong cuộc sống. Chẳng những sự nghiệp không thành tựu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá nát những gì đang có. Trong đạo cũng vậy, người tu mà không lập hành tinh tấn thì sẽ tiêu tan đạo nghiệp. Đối mặt với nhiều sự gian nan, nhất là nghiệp chướng tham sân si nhiều đời, nếu không dũng mãnh phát nguyện đi tới thì khó mà vượt qua trở ngại của chính mình, trôi lăn trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cũng vì không tinh tấn. Suy nghiệm về cuộc sống để thấy rằng
không hề có sự dễ dàng. Không làm mà muốn có ăn thì hãy nhớ rằng đằng sau miếng mồi ngon là chiếc bẫy. Muốn tu ít dễ dàng mà chứng đắc giải thoát cao vời thì liền rơi vào tà đạo. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Thế nên mỗi người cần lập hạnh siêng năng, tinh tấn, tìm cách khắc phục sự lười biếng giải đãi. Việc dù khó khăn mấy mà ta kiên tâm bền chí, quyết không lùi bước thì sẽ có ngày thành công. Còn chưa gì đã thấy khó khăn, mệt mỏi chán chường thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Phật dạy có ba hạng con trai xuất hiện có mặt ở đời ngày nay. Sanh con trai hay là con gái không là vấn đề, vì nếu có đầy đủ phước duyên thì sanh con nào cũng tốt đẹp cả. Bởi ngay cả khi sanh được con trai thì chưa hẳn người con trai ấy đem đến hạnh phúc, an vui cho gia đình, vì con trai có đến ba hạng. Mời các bạn cùng tham khảo. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Và người con trai của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Khi con cái có những ngộ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sanh con nhưng trời sanh tánh. Thực ra trời không sanh tánh, mà chính là biệt nghiệp của cậu trai và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc, đưa đẩy, để hiện đời làm quyến thuộc của nhau, cùng nhau chia bùi xẻ ngọt, nghiệp báo của cả gia đình. May mắn và phước đức cho những gia đình nào có con hơn cha, con trai thuộc hạng ưu sanh. Hạnh phúc và bình an cho những gia đình có con bằng cha, con trai của họ thuộc hạng thùy sanh. Bất hạnh và tủi nhục cho những gia đình có con thua cha, có con trai thuộc dạng liệt sanh. Những ai mong muốn sanh con trai thuộc hạng ưu sanh và tùy sanh thì phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp lực của chính mình, tu tập để tạo ra cộng nghiệp tốt đẹp cho cả gia đình, nhằm tránh quả báo con trai rơi vào hạng liệt sanh là điều cần làm đối với tất cả những người con Phật.